các bạn cử một thành viên lên đồi lấy cờ. Một thành viên, một làm gì có sáng à? Nhiệm vụ hả? Rồi. Ai đây cũng lấy luôn. Đây đây. Nắm vô vòng dây anh Tuấn ơi. Vòng dây anh Tuấn ơi, té. Tuổi già sức yếu hợp đến. Ủa, có nói mình màu này màu kia không? Mời làm anh. Thôi mệt. Giờ đầu kia sao mình để cho họ ngủ luôn hay sao? Không được. Phải phá chứ anh. Sống phải biết time chứ. Sống phải biết time chứ. Gì? Gì? Hả? Thảm. Thảm. Cái đầu này là trùm ngủ luôn. Ê, Ngô Kiến Quy mà xếp chung với Lily Vũ Lâm thì ngủ gì thôi. Làm giấc ngủ gì? Mà ngủ lâu dữ vậy mấy em. Ôi, say giấc nồng. Ôm nhau luôn. Ôm nhau luôn hả? Ôm nhau luôn. Thời tới rồi hai em ơi. Thú thật với gia đình rồi. Đề nghị các anh chị một lần nữa thức dậy đi ạ. Chúng tôi thật yêu cầu anh Ngô Kiến Quy và anh Lê Dương làm thức dậy đi ạ. Chúng tôi thật yêu cầu, nếu không chúng tôi sẽ có một động thái mới ạ. Bà kia đâu? Ủa bà kia đi đâu rồi? Kìa. Trời ơi. Đi ngủ phải đeo sừng vậy đó hả? Thông báo cho toàn ekip đoàn, ngày hôm qua là Phương Đào không tắm nha mọi người. Nên đến hàng quán ngày hôm nay nha mọi người. Tránh các tình trạng gần gũi của cô ấy. Đúng hợp ghê, hôm qua em cũng không tắm. Thôi trùng hợp nữa. Mày tính gần gũi hay sao? Mình chết rồi. Mình chết rồi. Em không tắm hả? Em quay cũng đâu tắm đâu. Em chơi có một ngày. Nhưng mà em đã đau họng, em nói chuyện không nên lời. Em mà tắm nữa chắc hôm nay mọi người khiêng em về luôn. Thông báo cho toàn đoàn, Phương Đào em qua không tắm, không đánh răng. Và bây giờ hiện tại là không hết cấp. Chúng tôi đang hoảng sợ.
tội vậy? Ủa, không quan tâm thử thách của anh trời. Tâm thương không? Tâm mà khỏi làm nha. Các bạn cử một thành viên lên đồi lấy cờ. Rồi Phương anh đào đi. Ai mà dậy trễ ra đây sao đó, lên tôi chưa lấy cái cờ kìa. Em muốn đi lắm á mà anh bị chậm quá. Em muốn đi lắm á mà anh bị chậm. Đi, em đi nha. Em đi nha. Lên đến ơi, em á, em trai em á. Chú bé lắc chắc, cái sách xinh xinh. Nè, lại làm nhiệm vụ đi nè, quyết. Nào, cái chân thông thoát lên. Rồi, chấm cờ chỗ mình hả em? Theo thứ tự lấy cờ, mỗi đội hãy bốc một lá thăm để nhận nhiệm vụ thu hoạch nông sản sáng nay. Nhất lấy đi trời. Ôi, lấy miếng ngò đi, miếng ngò đi. Cái ủy đầu á, dễ nhất. Đánh đá cái điểm hả Quy? Đó. Cho Quy đi, biến ngoài đi, Quy nó muốn vậy mà. Đúng rồi. Đây.